Xin chào các bạn, chúng ta quay trở lại video này để cùng nhau khám phá cái cách xác định cái chủ đề mà khóa học bạn muốn làm. Thì đối với bạn thì đến giờ phút này bạn đã biết là mình có thế mạnh ở đâu rồi đúng không ạ? Mình có khả năng làm trong lĩnh vực nào? Rồi là mình cũng đã biết cách làm sao để đóng gói cái khóa học của mình rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại tìm hiểu cái thị trường mà chúng ta nên sử dụng, nên làm để tạo ra khóa học như thế nào. Và chúng ta hiểu rằng là đây là một công thức để chúng ta đi tìm. Đó là gì? Chúng ta sẽ sử dụng một thị trường lớn, sau đó là nghiên cứu vào thị trường con, và cuối cùng là đến cái thị trường ngách, là thị trường nhỏ hơn. Ví dụ là trong cái thị trường mà các bạn là nữ chẳng hạn, các bạn rất thích là tạo ra một cái khóa học liên quan đến việc làm đẹp đúng không? Thì chúng ta sẽ đi từ cái thị trường lớn của chúng ta là làm đẹp. Chẳng hạn là bạn rất có thế mạnh ở trong giảm cân, và cái giảm cân chung chung này thì nói chung là bạn sẽ không thể làm khóa học được đâu. Bạn phải nghiên cứu tiếp xem cái phương pháp giảm cân nào hợp lý, chẳng hạn nha, giảm cân cho cái mẹ sau sinh chẳng hạn. Các mẹ sau sinh thì cơ thể nó rất là béo đúng không, to, và riêng về giảm cân cho những người sau sinh cũng là một chủ đề rất là quan trọng. Và thậm chí nếu bạn nghiên cứu sâu hơn là cái việc giảm cân cho những cái người mà sau sinh gặp vấn đề gì nữa thì bạn sẽ đi sâu hơn nữa. Bạn phải tìm ra được một cái ngách nhỏ nào đó để chúng ta làm. Chúng ta bước một, chúng ta phải xác định như vậy. Giống như việc đi làm tiền, làm đẹp này, bây giờ chúng ta đi làm tiền đúng không? Làm tiền hay còn gọi là kiếm tiền. Chúng ta sẽ xác định chủ đề chính của chúng ta là kiếm tiền, và đi sâu hơn nữa là chúng ta sẽ không kiếm tiền offline mà chúng ta kiếm tiền online. Thì kiếm tiền online cũng là một thị trường con. Và trong thị trường con kiếm tiền online này, nó sẽ có một cách, đó là gì? Một cái loại là kiếm tiền thụ động bằng các cái khóa học mà bạn tạo ra. Đấy, ví dụ là cái khóa học của mình đang làm đây này. Đó, rồi là cũng là kiếm tiền online, nhưng có thể là gì? Bán hàng trên Shopee, đấy cũng là kiếm tiền online. Rồi kiếm tiền online là gì? Bán hàng trên eBay. Đấy, các bạn nên đi sâu hơn vào. Rồi kiếm tiền trên Shopee, các bạn đi sâu nữa là chỉ chuyên một ngách bán cái chẳng hạn là mỹ phẩm ở trên Shopee, thì nó sẽ tạo ra một khóa học là gì? Bí mật bán mỹ phẩm trên Shopee đạt 1000 đơn mỗi ngày, ví dụ đấy. Thì bắt đầu từ đấy bạn triển khai ra nhé. Rồi tiếp tục chẳng hạn như là làm nghệ thuật chẳng hạn, về vấn đề lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta có thể tạo ra những khóa học về chơi guitar. Nhưng mà chơi guitar nó vẫn rất rộng, chúng ta phải đi sâu hơn nữa, đi càng sâu càng tốt. Bạn sẽ là trở thành chuyên gia đệm hát sau 30 ngày hả? Đấy cũng là một khóa học. Ví dụ là vẫn là chơi guitar nhưng mà thành thạo chơi guitar bass chỉ trong 15 ngày. Đấy, chẳng hạn như thế bạn hình dung ạ. Học guitar lead trong vòng 1 tuần bạn sẽ trở thành chuyên gia. Đấy là đi sâu hơn nữa rồi, đúng không các bạn? Hãy nhớ rằng là chúng ta sẽ có những cái thị trường lớn này để chúng ta xác định ban đầu, và thị trường con là thị trường nhỏ hơn. Và cái thị trường con này chúng ta vẫn chưa kiếm ra tiền đâu. Chúng ta phải sử dụng một thị trường cuối cùng, đó là thị trường ngách. Và cái ngách càng sâu càng lạ thì bạn sẽ kiếm ra tiền càng dễ. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải nói là gì? Đối với cả tất cả các khóa học sắp tới bạn tạo ra, bạn phải hình dung lại trong đầu là bạn đang thế mạnh ở cái gì. Chẳng hạn hồi nhỏ bạn được học piano, bạn chơi cũng khá là tốt rồi, thì tại sao bạn không dùng cái khả năng chơi piano của mình để tạo ra khóa học? Bởi vì ngoài kia còn đầy người họ đang cần học những khóa học piano, đúng không? Vậy thì ở đây thì bạn xác định cho, nếu là piano thì trong đầu đó là nghệ thuật, đúng không? Trong nghệ thuật rồi thì bắt đầu chơi thì chơi piano. Đấy, chơi piano rồi bạn đi sâu nữa là gì? Đệm hát piano hay là gì? Hay là chơi căn bản piano? Tất cả những thứ bạn sẽ phải tạo ra, phải tìm ra. Và tất cả những cái thứ thị trường ngách này thì đa phần mọi người cũng đã làm rồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Tìm ra được một cái ngách nào mà họ chưa làm, thì chúng ta làm thì nó thành công dễ dàng hơn cái là việc mà họ đã làm rồi mình làm lại. Và chúng ta sẽ có những cái trang web. Video tới đây mình sẽ làm cái trang web, sẽ review cho bạn những cái trang web có những cái thị trường này sẵn rồi. Việc của bạn là vào đây xem họ làm cái gì, trong những thị trường con họ đã làm cái gì và họ chưa làm cái gì, và bạn tìm cái thế mạnh của mình là làm được cái gì để bạn đưa nó vào. Sau khi mà bạn đã tìm được ra thị trường thực sự của bạn rồi, bạn hãy quay trở lại, đóng gói nó
có cái video đóng gói thì bạn quay trở lại bạn xem bằng cách là gì. Để chinh phục được cái kỹ năng này, chúng ta phải phân ra chương 1, chương 2, chương 3 thứ đó. Sau khi bạn liệt kê ra giấy ra, bạn chỉnh sửa thì bạn sẽ có một cái dàn dàn bài rất là ngon lành. Và hãy dành nhiều thời gian để làm dàn bài. Sau khi bạn làm dàn bài xong thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành quay và sẽ tạo ra một khóa học. Và với cái kiến thức nhỏ, đây chỉ là kiến thức rất nhỏ của marketing, nhưng mà mình không muốn mang cái hơi hướng marketing vào đây, và mình chỉ muốn là gì, cho các bạn hình dung ra là có những thị trường nhỏ và trong cái thị trường to có thị trường nhỏ và nhỏ hơn, người ta gọi là ngách thôi. Chúng ta học cái loại nào chúng ta chỉ cần biết đơn giản như thế thôi. Chúng ta phân tích sâu thì các bạn sẽ cảm thấy rất đau đầu. Và video ngắn này mình xin được kết thúc tại đây. Nhưng mà trước khi kết thúc, mình muốn nhắc các bạn là gì? Hãy nghĩ trong đầu đi, xem mình đang chuẩn bị làm gì, và hãy bắt tay vào đóng gói khóa học đi, để chúng ta sẽ học những kiến thức khác và lắp ghép lại để ra một cái khóa học tốt cho bạn và cho học viên của bạn. Và video ngắn mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.